Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Thưa quý vị, vụ máy bay rơi tại Trung Quốc vẫn đang trong quá trình điều tra và hành trình đi tìm người thân của các gia đình có người mất tích trong vụ thảm họa hàng không này vẫn đang diễn ra. Sau nhiều lần không được vào khu vực máy bay rơi xuống, mới đây hàng chục thân nhân của những người số số trên chuyến bay China Eastern đã gào khóc, gọi họ về nhà khi lần đầu được tiếp cận hiện trường tai nạn ở Quảng Tây. Bản dịch bài viết trên SCMP được VN Express đăng tải với tiêu đề gọi người thân về nhà tại hiện trường máy bay Trung Quốc gặp nạn tường thuật lại chi tiết những gì đang diễn ra tại hiện trường thảm họa hàng không kinh hoàng tại Trung Quốc đứng sau chiếc bàn thờ bằng gỗ tạm bợ ở vùng rừng núi huyện Đằng, thành phố Ngô Châu, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc vào hôm 23 tháng 3 thân nhân người gặp nạn trên chuyến bay xấu số đặt những bông hoa cúc trắng, vàng và thắp nến một số gọi người thân về nhà trong khi giọng nói của những người khác run rẩy đến mức không thể hiểu họ nói gì Họ mang ô và mặc áo mưa khi giúp nhau đi qua con đường núi lầy lội sau đêm mưa. Những trận mưa như trút nước làm tăng lo ngại xảy ra lở đất, khiến cho nỗ lực tìm kiếm cứu nạn bị đình trệ. Thời tiết không phải trở ngại duy nhất đối với những người thân mong muốn tới hiện trường. Các quan chức trước đó yêu cầu họ đợi trong phòng khách sạn để chờ tin, nhưng sự kiên quyết của nhiều người buộc giới chức địa phương phải sắp xếp chuyến đi này cha của Giang Su, sinh viên đại học 18 tuổi ở thành phố Quảng Châu, điểm đến dự định của chuyến bay gặp nạn MU5735 cho hay, nếu còn sống, chúng tôi muốn thấy người, nếu đã ra đi, chúng tôi muốn thấy xác. Ví và điện thoại nằm rải rác trong bùng lầy tại hiện trường, nhưng sau hơn một ngày tìm kiếm, lực lượng cứu nạn vẫn không thấy chủ nhân của chúng. Mòn mỏi ngóng tin con từ phòng khách sạn, bố của Giang cầm điện thoại xem lại các video, ảnh, tin nhắn con trai gửi trước khi lên chuyến bay. Giang Xu lớn lên ở Quảng Châu và Ích Dương, một thành phố thuộc tỉnh Hồ Nam, miền Nam Trung Quốc. Tuần trước, Giang bay tới cùng mình để thăm bạn gái mà không nói với gia đình và giáo viên tại trường đại học. Cậu dự kiến sẽ bay về Quảng Châu vào hôm 21 tháng 3, nhưng chiếc máy bay không bao giờ hạ cánh. Cha của Giang bật khóc. «Tôi rất đau lòng. Là người thân, là cha mẹ, ai cũng sẽ muốn đến hiện trường xem sao. Vợ tôi dặn mang thứ gì đó để tưởng nhớ con trai». Vào hôm 22 tháng 3, gia đình của Giang bắt taxi đến ngôi làng cách nơi phát hiện xác máy bay vài km. Nhưng chính quyền địa phương từ chối cho họ vào hiện trường. Họ à khóc trước lối vào ngôi làng được lính cứu hỏa, cảnh sát canh gác. Họ cầu xin được phép vào thắp hương và đốt vàng mã cho Giang, dù giới chức chưa chính xác xác nhận về số người thiệt mạng trên máy bay. Những người lạ đã tìm cách giúp đỡ gia đình của Giang bằng cách chở họ đến hiện trường qua tuyến đường vòng dài hơn. Nhưng bị cảnh sát chặn lại, cha của Giang cho biết. China Eastern Airlines không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của chúng tôi hoặc giải thích bất kỳ điều gì. Họ chỉ nói với chúng tôi, hãy chờ đợi. Đến ngày 23 tháng 3, chính quyền địa phương cuối cùng cũng cho phép các gia đình đến gần nơi máy bay gặp nạn. Cha và các chú của Giang rời khách sạn lúc 9 giờ và đi ô tô suốt 1 giờ đến khu vực máy bay, rơi ở huyện Đằng, nhưng không được phép vào hiện trường. Vào đầu giờ chiều, sau nhiều giờ cầu xin quan chức địa phương để họ tưởng nhớ người thân gần nơi xảy ra vụ tai nạn, cuối cùng họ cũng được cho phép vào gia đình Giang và hàng chục người thân của các nạn nhân được đưa đến gần nơi xảy ra vụ tai nạn, sau đó đi bộ dọc theo những con đường lầy lội đến địa điểm họ có thể quan sát từ xa cảnh lực lượng cứu nạn tìm kiếm. Một người đàn ông gào lên, nhớ về nhà sớm nhé, trước khi giọng của ông trở nên nghẹn ngào, run rẩy trong tiếng khóc. Chú của Giang hét lên về phía hiện trường tai nạn ở giữa rừng núi, cháu phải về nhà với chú rẫy nhé. Khói tỏa ra từ những cây nhang tàn lụi đóng thành đống tro trên mặt đất, bên chiếc bàn thờ tạm bợ. Các máy xúc tiếp tục cày xới, tìm kiếm dấu hiệu cho thấy bất kỳ ai trong số 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn có thể còn sống sót. Sau khi được đến thăm hiện trường tai nạn, gia đình của Giang đã sẵn sàng về nhà để người thân của những người gặp nạn khác được tới nơi này. Hôm nay chúng tôi đã toại nguyện, giờ tôi chẳng mong gì nữa, tôi sẽ quay lại và đợi bất kỳ thông báo từ chính quyền, một trong những người chú của Giang cho hay, nếu có phát hiện mới, chính quyền sẽ cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ quay trở lại. Giới chức Trung Quốc hôm qua cho biết đã tìm thấy hộp đen và một số mảnh thi thể tại hiện trường. Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc cho biết, theo đánh giá ban đầu, hộp đen họ tìm thấy là thiết bị ghi âm buồng lái. Các bộ phận lưu trữ dữ liệu trong hộp đen tương đối hoàn chỉnh và đã được gửi tới Bắc Kinh để phân tích. Vụ tai nạn này làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành hàng không Trung Quốc và chấm dứt kỷ lục 12 năm bay an toàn của hàng không nước này cũng như thế giới giới chức Trung Quốc chưa thể đưa ra bất cứ nhận định nào về nguyên nhân máy bay rơi. Quá trình điều tra càng kéo dài, hy vọng tìm được nạn nhân sống sót càng trở nên mong manh. Việc gia đình tiếp cận hiện trường thắp hương, đốt vàng mã cho người thân có thể thấy rằng họ đã sẵn sàng cho những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Cùng với đó, bài viết trên báo tuổi trẻ với tiêu đề Trung Quốc tìm thấy mảnh thi thể nạn nhân trong vụ máy bay chở 132 người rơi, dẫn nguồn các trang tin của Trung Quốc cho biết Đến nay, lực lượng cứu hộ Trung Quốc đã tìm thấy một số mảnh thi thể của nạn nhân trên chiếc máy bay Boeing 737 800, giấy tờ và các đồ dùng cá nhân của nạn nhân, các mảnh vỡ máy bay và một trong hai hộp đen. Theo hãng tin Tân Hoa xã, cơ quan cứu hỏa Quảng Tây cho biết, sau quá trình tìm kiếm tại khu vực rộng 46.000 m2, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy một số mảnh thi thể của những nạn nhân trên chiếc máy bay Boeing 737 800 bị rơi vào hôm 21 tháng 3. Thông tin này được tiết lộ tại cuộc họp báo lần thứ ba vào tối ngày 23 tháng 3 về vụ tai nạn hàng không nói trên. Ông Trịnh Tây, đội trưởng đội cứu viện của cơ quan cứu hỏa Quảng Tây cho biết, hơn 300 nhân viên cứu hộ chủ yếu tìm kiếm ở khu vực rừng phía đông tại hiện trường. Họ tìm thấy một số mảnh vỡ máy bay, mảnh thi thể và đã bàn giao cho tổ công tác điều tra. Trang Nhân dân Nhật Báo viết trên Quầy Bồ vào tối ngày 23 tháng 3. Việc phát hiện ra thi thể của những người trên máy bay khiến cho mọi người cảm thấy bi thương. Lúc này, lời an ủi cũng không thể nào xua đuổi đi nỗi đau thương của gia đình các nạn nhân. Cầu mong những người đã khuất được yên nghỉ và từ nay, mỗi khi lên đường, chúng ta đều có thể bình an trở về. Trước đó, các quan chức Trung Quốc cho biết họ chưa tìm thấy ai sống sót trên máy bay gặp nạn. Đến nay, chưa rõ danh tính của tất cả 132 người trên máy bay, gồm 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn. Cuối ngày 23 tháng 3, các nhà điều tra Trung Quốc cũng cho biết một trong hai hộp đen được tìm thấy được cho là máy âm buồng lái CVR, không phải là máy ghi dữ liệu chuyến bay FDR, đang được gửi tới thủ đô Bắc Kinh để phân tích. Chiếc máy bay Boeing 737-800 của hãng hàng không China Eastern Airlines chở 132 người trên khoang dự kiến bay từ thành phố Cung Minh tới Quảng Châu, tuy nhiên máy bay đã bị rơi và bốc cháy dữ dội vào chiều ngày 21 tháng 3 tại một ngôi làng miền núi ở huyện Đằng, thuộc thành phố Ngô Châu, Quảng Tây. Theo thời báo Hoàng cầu, cuộc điều tra cho thấy thời tiết trên đường bay của chuyến bay mang số hiệu MU5737 phù hợp cho việc bay và không có thời tiết nguy hiểm khi máy bay gặp sự cố vào hôm 21 tháng 3. Kết nối thông tin liên lạc giữa chuyến bay và mặt đất vẫn bình thường từ lúc máy bay khởi hành cho đến khi máy bay bị rơi đột ngột. Hãng China Eastern Airlines nói rằng trước khi khởi hành, máy bay đã đáp ứng yêu cầu bay, các phi công đều có sức khỏe tốt và chứng chỉ bay của họ còn trong thời hạn hiệu lực. Các quan chức Trung Quốc nói rằng các phi công trên máy bay này đã không phản hồi với những cuộc gọi liên tục từ các kiểm soát viên không lưu khi các kiểm soát viên nhận thấy máy bay giảm độ cao nhanh chóng vào hôm 21 tháng 3. Thưa quý vị, những nỗi đau ập đến quá đột ngột đang giáng xuống những gia đình có người gặp nạn trong vụ tai nạn hàng không này. Mặc dù thân nhân của các hành khách xấu số, số đều đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, nhưng có lẽ trong thâm tâm, mọi người vẫn đang le lói hy vọng một phép màu sẽ đến với những người thân của họ ngay lúc này các cơ quan điều tra tại đây đang phải đối mặt với mức độ khó khăn rất cao trong việc xác định nguyên nhân vụ tai nạn và những tin tức cập nhật tiếp theo sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo